nó dường như là rất là chắc chắn và nó cũng mang Roland cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng về sản xuất về sao kẹt. Đó, thì ở trong trong những cái sau kẹt á, thì không thể nói là cái nào nó hay hơn cái nào có nó dở hơn cái nào. Nhưng mà nó có một cái điểm là các bạn xử lý những cái con sau kẹt này ở trên những cái, cái 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 phần những cái phần mềm audio đó các bạn thu vô á thì nó nó mạnh hay không? nó giống như cái 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 kẹt màn hình đó, đó nó mạnh hay không thì nó sẽ tải được những cái loại game uh, có những cái dung lượng lớn những cái game đòi hỏi những cái đồ họa cao cấp thì trong sau kẹt cũng vậy cái sau kẹt mà càng đắt tiền càng lớn thì cái khả năng mà xử lý trắc của nó các bạn khả lý trắc của nó à, là nó sẽ mạnh hoặc là cái khả năng bung cái điểm bit của nó ra mà nó xử lý cho các bạn hoặc uh, nó không bị vỡ nhiều có nghĩa là cái độ mạnh của nó đó để nó tạo những cái file cho bạn rồi nó nó sử dụng nhiều track mà nó không bị đứng ví dụ như là mình ví dụ nha các bạn xử lý những cái dạng ví dụ như uh, mình thu vô là chắc một là vocal rồi chắc hai piano chắc ba là guitar chắc bốn là là chống ví dụ vân 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 chấm 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 thì khi mà các bạn thâu vô rồi các bạn còn phải chèn những cái in là chèn những cái eq chèn những còm chữ get tớp và các kiểu các bạn xử lý nó xong xuôi tất tần tật thì khi mà nó xử lý mà những cái loại bit cao mà nó chạy ổn định hết thì đó là những cái sao kẹt nó mạnh đó là một những cái sao kẹt mà các bạn thấy ở ngoài nó của Trung Quốc nó để cái 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 bit với là cái kilo hạt nó cao với các bạn cứ mua về chắc chắn 100% nó để vậy thôi. Nhưng mà thực tế là những khi mà nó vô nó xử lý là nó sẽ có những cái uh, những cái tín hiệu vỡ, những cái sột sẹt rất là khó chịu đó đó là một trong những đặc điểm của sao kẹt là như vậy thì uh, cái này là một uh, sản phẩm của dân dụng thôi các bạn sản phẩm dân dụng thôi nhưng mà đều có một cái uh, mình uh, rất là thích cái 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 sao của uh, Roland nó có một cái chút gì đó nha khi mình nâng gen lên trong cái rượu am của nó nó hơi trép nhẹ chút xíu nó phù hợp với người châu á nhưng mà cũng là thể loại nhạc đó nếu mà các bạn làm ở những cái sao kẹt uh, khác á thì nó cũng như nhau à nó như nhau. Thật ra khi mà xử lý một cái bản nhạc vô là nó cũng như nhau thôi. Đó nên uh, những cái vấn đề mà người ta tìm tội hay ABCD đều tuân thủ vào những cái tiêu chuẩn trên thế giới. Đây. Rất vui được chia sẻ các bạn về những cái sản phẩm uh, bên mình đang bán. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.